bóng chuyền Việt Nam ngày càng nhận sắc ở tuổi 40, cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Cuộc sống của tôi đang rất là ổn, thích làm thì làm, thích chơi thì chơi, nói chung là rất là thoải mái. Những năm 2010, cái tên Kim Huệ chiếm sóng làng thể thao không chỉ bởi khả năng chơi bóng đỉnh cao mà còn nhờ vào nhan sắc ngọt ngào hiếm có của một nữ vận động viên. Kim Huệ sinh năm 1982 tại Hà Nội, sở hữu chiều cao nổi bật là 1m81 cộng với gương mặt sáng rất anh ảnh. Không phải tự nhiên mà nữ vận động viên Hà Thành có tới 3 lần được bầu là Miss tại các giải đấu quốc tế với biệt danh quen thuộc là Hoa Khôi bóng chuyền. Lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả, từ nhỏ Kim Huệ đã phải lăn lộn đủ nghề để kiếm sống mưu sinh. Năm 13 tuổi, cô nàng 8X bén duyên với giải chạy điền kinh của trường, nhưng sau đó rẽ hướng sang chơi bóng chuyền như một cái duyên. Ban đầu không hiểu biết gì về bộ môn này, nhưng sau khi càng chơi càng thấy thích và cứ thế Kim Huệ nỗ lực để phát triển chuyên môn bóng chuyền. Cô nàng thường tới sân sớm và chọn về trễ trong những buổi tập luyện nhằm củng cố những khâu mình còn yếu như phát bóng, kéo dây thun để tập cổ tay. Kim Huệ bắt đầu sự nghiệp chơi bóng lúc 14 tuổi, nhưng khi 16 tuổi cô đã được thi đấu chính thức cho đội tuyển quốc gia. 3 năm sau đó, Kim Huệ đeo băng đội trưởng và chính thức trở thành người dẫn đầu trẻ nhất trong lịch sử bóng chuyền Việt Nam. Năm 2002 tới 2007 là thời điểm Kim Huệ đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, cô được xem là phụ công chơi hay nhất khu vực Đông Nam Á. Nữ vận động viên 8X tham gia 17 giải vô địch bóng chuyền nữ quốc gia liên tiếp. Bên cạnh đó, cô còn cùng các đồng đội 7 lần chiến thắng giành huy chương bạc SEA Games. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Kim Huệ không may gặp phải chấn thương và phải tạm dừng thi đấu một thời gian dài. Mãi tới năm 2012, cô mới quay lại sàn đấu, nhưng với tư cách là một nữ huấn luyện viên nhiều hơn là vận động viên thi đấu. Sau đó, Kim Huệ cũng lên xe hoa với chồng doanh nhân và có một cô con gái, nhưng tình duyên lận đận đã khiến cô nàng quyết định một mình làm mẹ đơn thân. Dù hiện tại đã ở tuổi 40, nhưng Hoa Khôi bóng chuyền một thời vẫn đẹp ngọt ngào với làn da trắng mịn, vóc dáng thon gọn và nhan sắc bị thời gian bỏ quên. Đầu tháng 11 năm 2022, Kim Huệ hiếm hoi tham gia một sự kiện trao giải và lọt vào ống kính vì nhan sắc trẻ trung, tươi tắn, xứng tầm danh xưng Hoa Khôi một thời. Hiện tại cô nàng đảm nhận vị trí huấn luyện viên câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương và đã cùng các học trò giành được nhiều thành tích ấn tượng. Khác với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính trên sân bóng, ngoài ra thường Kim Huệ thường diện những bộ cánh nữ tính dịu dàng hay những bộ đồ bơi khoe trọn cơ thể săn chắc của mình. Càng lớn tuổi, Kim Huệ càng đẹp dịu dàng, đầm thắm, chuẩn một người phụ nữ trưởng thành và thành đạt. Hiện tại ngoài công việc là huấn luyện viên câu lạc bộ bóng chuyền, Kim Huệ bắt đầu với môn thể thao mới là đánh golf. Kim Huệ từng chia sẻ rằng bản thân cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, vừa giữ gìn được vóc dáng, thể trạng sức khỏe, lại còn vừa mở mang được nhiều mối quan hệ, có thêm nhiều bạn bè khi bắt đầu tập làm quen với môn golf. Thời gian rảnh là cô nàng sẽ cùng hội bạn thân đi chơi golf, trò chuyện và kết giao thêm nhiều mối quan hệ mới. Tuổi 40 khá yên bình và hạnh phúc bên con gái là điều Kim Huệ cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Cô nàng cũng có nhiều thời gian để chăm sóc và làm đẹp bản thân. Đó là lý do cựu Hoa Khôi bóng chuyền luôn giữ được thần thái thăng hoa, xinh đẹp và nhan sắc ngọt ngào dù đã ở tuổi tứ tuần. Còn bạn cảm nhận thế nào về cuộc sống hiện tại của nàng Hoa Khôi bóng chuyền ở tuổi U40? Hãy chia sẻ với chúng tôi nghe nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.